Đây nha, đây con công chờ đuôi này. Đấy, đâu? Đấy, bố, con công này đúng rồi. Ui, đẹp quá, đẹp quá. Bố quay ngay cái ánh nắng nó phản lên, nó mèo đẹp lắm luôn. Có con công màu trắng nữa kìa. Wow, đằng kia cũng có một con nữa kìa, thay nhau xòe đuôi luôn. Có mấy con kia bị ghé luôn rồi. Con công nè, nhìn coi nha, nó chuẩn bị nó óng mặt trời lên nè. Ủa mẹ cũng thấy con công rồi mà. Ủa mẹ đi hái thú rồi mà. Đi chưa? Đi rồi. Cái là mẹ bé đang coi gọi cho mẹ không, đang đi chơi. Không hỏi mẹ là thấy con công kia là hồi trước là không biết con công. Con công á. Đi đi xem con khác đi, đi xem con khác đi. Đi thôi. Thấy con đang ơi. Ôi, con cá. Ở đây có một đống cá luôn. Cá nè. Ở đây nhiều cá nè đúng. Trả lại con, nhanh lên. Không được. Đâu phải cá nhà mình. Bông ơi, đây nè, đây nè, lạc đường rồi. Đặt điếu to kìa. Tội nghiệp con đặt điếu quá, bị cởi vậy nó có chết không ta? Đông người cởi nó mệt không ta, nó chết. Tội nghiệp quá nhờ. À, đây có hoa đẹp quá nhờ. Xin chào. Mẹ nè. Ở đây có cái thác nước nè đúng không ơi. Đa điểu. Nước chảy nè. Là điếu này đúng không? Con bố cho con chim gì to thế nhỉ? Con chim đà điếu to thế nhỉ? Ê, nó ăn cái gì mà cái điều của nó to dữ vậy? Chim thu chứ trời. Nó to thì nó phải ăn điếu. Ô, cái diếu nó bị thương kìa. Ơi. Đi ra. Sao chui đó ông cốc? Sợ. Sợ luôn à. Không sợ đâu. Hai chú được cái được anh chị. Nó sợ. Con chim to nhỉ. Con chú con. Chú con là con dám cưỡi không? Mẹ mẹ cưỡi với đốm đi. Xem thôi. Sợ luôn. Đứa nào không sợ hết là cưỡi cái gì? Ô, con chim to nhờ. Đấy, đẻ qua đây anh chị ơi. Cái giò nó bự nhờ. Đúng rồi, cái giò nó bự. Tội nghiệp nó nhờ, nó bị cởi, nó mệt không ta. Cởi suốt ngày, cái chân nó to. Chị bé cởi điểu luôn chị ơi. Chắc nó cũng không mệt lắm đâu. Đợi đó em đi nghe trên đó có ông kia mấy chục ký tỏi sang con là điểu. Anh Đạo ơi. Đà điếu nó đà điếu nó cũng to hơn mày ơi, đà điếu Úc nó to hơn mày ơi. Con đà điếu này cũng không có to lắm đâu. Chạy vẫn cho nó chạy được nhưng mà sợ té. Nó
người khách thoái đi hơn. Nó ăn gì ta? Nó ăn ngô. Ủa mai con đi đâu vậy? Ba con. Chưa gần một con nữa kìa. 25 kg đấy. Đi xem con khác đi. Đi xem con khác đi. Ủa mai đi xem con khác đi. Đi không? Anh cần xem luôn. Bạn chim nè. Bạn chim sao đứng dựa đầu ở đây tội nghiệp vậy? Anh đánh qua. Bớt á, này có tẩn không? Cũng bẩn đấy cơ, nhưng mà lấy bắn đại đi. Đi đi xem con khác đi. Bắn lỗ tai rồi, đúng rồi dậy rồi. Đi xem con khác đi. Con thiệt gì à? Mà nâu đâu rồi? Bây giờ nước bẩn đó con. Có thác nè. Để bố đúng rồi, cô có cá không? Chim kìa. Wow, đốm làm gì đây? Lên men theo bờ suối hả? Có chừng té nha. Đi thôi, đi đi coi khủng long thôi. Đi. Có cá nhỏ ở dưới kìa. Không bắt được đâu, lên đi lên đi. Cô đi rồi kìa, cô đi rồi kìa. Cô đi hết rồi. Cả nhà đi hết rồi, con không đi à hả? Con đi không, con có đi không? Không đi, bố đi trước nha. Thôi đi thôi. Đâu rồi? Thứ nhất có con công, thứ hai có con đà điểu. Con này con hưu hả? Nhưng như đồ bò bên kia ở đấy phải, con này con hưu sao? Con công có mấy con công hưu này con, con hưu này đó. Cái nước này có sâu không? Mười. Có. Có cá gì? Có cá nhỏ xíu vậy. Con hưu. Con hưu. Con hưu này đó. Con hưu nè. Con mẹ với mấy em đang chơi coi cái con gì kìa. Con hưu á, đi. Có linh dương à. Có mấy con thú à? Nhưng mà nếu mà có vé cổng thì không người đi luôn. Không ai đi luôn. Tại vì mắc quá, ví dụ cả nhà giờ thuê chiếc xe đi Vũng Tàu chơi cho rồi. 2 triệu. Ôi trong kia cũng có không còn. Cô ăn hưu. Xuống thuê khách sạn xịn sò ngay bãi biển ở đó. Đây có nhiều cái tượng gì thôi nè, tượng con hổ à. Nha. Đúng rồi. Đâu có sao. À, ở đây có con công đứng gần nè. Con công kia cụt hết đuôi rồi kìa. Mẹ 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 đứng sau kia lòi cái mặt ra cho nó thích kìa. Công đẹp quá nào. Con này mà xòe đuôi biết đẹp ghê nè. Ừ. Trên tảng đá của một con công đẹp ơi đẹp. Con công.
Ôi mẹ làm gì đây? Mẹ biến thành con quái vật rồi, mẹ giấu cái tay luôn đi. Giấu cái tay luôn, giấu hai cái tay luôn. Chụp không? Đợi chụp hình con vượn nào. Ui, mẹ biến thành con quái vật rồi. Con vượn này làm phản cảm quá hả? Em đậu kìa, em đậu biến thành quái vật kìa. Đốm, đốm chụp không? Đốm leo lên, đốm leo lên. Đốm lên làm quái vật đi, nhanh lên, em bông luôn. Ôi, đốm thành quái vật ghê quá. Ui dồi ôi, ghê quá. Con biến thành, ui, em đã, quái vật đã bị bắn súng trúng. Thôi được rồi, nước bẩn. Em bông cũng thành quái vật luôn. À, đi, đi. Ê, đúng rồi, đi vô cái núi này coi quái vật đi. Trong đây có quái vật này, đúng rồi. Coi rắn nào, ui, rắn khổng lồ. Coi rắn trong đó nó biến thành con gì đó, nó ăn con chuột đó. Rắn nó có thể ăn được con chuột đó, đúng không? Ôi, mẹ đang cõng em bông kìa, mẹ ơi lại đây. Lại đây, vô đây cùng nhau coi con rắn nha. Nó không dám cao, không dám đứng thẳng lên được. Có rùa không? Có rắn hay là rùa gì trong đây nè. Ôi ghê. Con gì? Ui con gì to vậy? Thấy chưa, đậu thấy chưa? Đúng rồi, con rắn nè. Ui dồi ôi, con chăn. Con chăn to nhá. Đúng rồi. Con khỉ kìa, đúng, đúng rồi. Nó nhảy kìa. Con khỉ nó nhảy như người nhện luôn. Con khỉ nó nhảy như người nhện luôn. Ôi, sờ, sờ nó đi, đúng, sờ nó. Ở đâu là? Không phải nó ở đâu, kính cường lực. Khỉ ở đâu lần? Khỉ ở đâu lần? Em có khỉ à? Chào bạn khỉ nha. Chào bạn khỉ nha. Hai bạn à? Hai con luôn. Hai con khỉ nè. Đi nha, bye bye. Trời mực nó ngủ à? Cái tay vô bốt á. Ở trong hang là nó kiếm tí chỗ nó phơi nắng lắm nè. Ấy nhưng mà nó mắc cười quá, ai như kiểu cái mô hình chết rồi à. Nó kiếm chỗ nó phơi được tí nắng kìa, nó ý là. Con gì? Ôi to thế. To thế nhỉ, tôi đúng bắt nhỉ. Con chăn hả? Có đùng nào? Cá sấu rồi, đúng rồi. Sao nhỏ xíu vậy? Tôi thấy. Thấy không? Cá sấu này nhỏ quá. Bà đi rồi, nó mua nhỏ rồi. Ở đâu đằng kia có cái hồ, có cá sấu nữa. Ừ, đi. Con đại bàng ấy. Đại bàng gì mà sắp chết rồi. Sóc, squirrel. Đây, đây, đây nè. Đâu? Con gì đó, con gì? Đây nha. Con sóc squirrel. Squirrel, con sóc.
Con này rẻ, dễ nuôi. Mỗi cỏ chỉ nuôi được một con thôi chẳng hạn. Ê, con này nó lười nhà, nó nằm một đống kìa. Con này gầy mực hả? Dạ. Ôi, sao nó nằm trên cành cây nguy hiểm quá đúng không? Ôi trời, cậu nhìn thấy không? Con ăn quạt thì nó đàng hoàng nha. Nó nằm một đống cành cây nha. Nó đàng hoàng nha, có đây có thằng quạt mày nha. Có mệt hay không? Có một hai con này bên dưới nữa. Bông ơi, có gì đó con? Tròn hả? Tròn nào? Thấy. Con nào? Con vượn. Con vượn con hả? Chéo đâu? Ui dồi, nó leo. Con vượn này con. Nó không đến khổ, nó là vật. Không, nó không cắn, nó là bạn của mình rồi. Ôi, nó đu được kìa, giỏi chưa? Con vượn giỏi chưa đốm, nó đu được kìa. Nó đang nhìn mình kìa, Ôi, nó nhìn con kìa. Nó cái nhà mà mới bắt chín được. Nó nhìn con với em bông kìa. Đi đổ cái nhà. Có rùa, rùa to quá. Thơ thổ, thơ thổ, con rùa, thơ thổ. Ơi, bên này có con rùa cái đầu. Đâu, không bắn được kính nhá. Thấy con rùa chưa? Bắn chưa? Thấy con rùa chưa? Con rùa. Anh đánh con, anh quay với con vật kia. Con rùa, thơ thổ. Ôi thằng đầu bắn súng gì đây à? Là một đống cát thật là cao trong đó đó. Sao nay nuôi con chim cũng tính một lòng vậy? Cao cát. Con chim. Cắt ké, trời ơi. Nào cắt ké cũng đem đây nuôi nữa. Con này cắt ké nè. Con cắt ké này chắc lắm bắt được ngoài vườn đem vô đây á. Con này con gì đây? Ôi chuột nè. Chuột này đúng rồi. Chuột đó. Rồi coi nè. Con gì? Con này là con con hồng hoàng nhưng mà ở đây nhìn không đẹp bằng dưới thảo viên nhỉ. Thảo bằng viên quá trời con vật luôn. Gọi là như rừng luôn á. Vật nhiều lắm luôn á. Thì đấy là gì? Cái đó sẽ thiếu nhiều. Đi nha. Cá sấu nè. Cá sấu đó đúng kìa. Không đọc ta lên tính nha, để nó chạy ra nó cắn con đó. Ôi người ta cho nó ăn lòng heo hay gì cả. Đầu gà. Ui quá trời cá sấu luôn nè, đúng rồi. Thấy không? Một cẩn thận nó sẽ cắn con đó. Ăn thì thối luôn mà. Này chẳng có nắng gì mấy con này ở ở mốc chứ. Nó xấu quá trời là đúng không? Nếu nó cắn mình thì sao? Ui, con nhím. Chưa kìa, kia cũng có nhím nè. Nhím nè. Con nhím nè. Ôi con nhím con lông. Ôi kỹ nè, con kỹ con nhím này coi. Rơi à? Rơi đâu?
Ủa con này là rơi ấy rồi, rơi loại rơi khổng lồ luôn rồi. Quái vật ma cà rồng kìa. Ôi quái vật ma cà rồng này đúng rồi. Quái vật rơi ma cà rồng. Ê sao bạn nó thích chỗ tối nó không thích nắng mà sao nó ra nó phải nắng nhỉ? Con rơi này rơi ấy mà, rơi này ăn trái cây mà. Hay là tại không có chỗ nào tối cho nó. Rơi này đâu ăn côn trùng, rơi này ăn trái cây mà. Rơi này to khổng lồ quá. Ồ nó đu 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 đu, nó đu 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 cái cánh làm gì kìa? Hả? Con này chim nằm sắp lớp rồi. Hả? Nằm sắp lớp rồi. Nhím ngủ như heo vậy. Bắt con này thì heo nhím. Hai bông ở đâu mà yêu mẹ rồi. Ở đâu đâu? Heo bông đâu? Còn đây là con bông à. Con bông. Con này có chặt con. Không. Ờ kìa nó nằm dưới kìa, nó nhốt ở trong chuồng có mấy xíu kìa. Hai con hai bên nuôi nhiều thế nào? Chăn to quá. Cái này hai con à. Ê, con chăn màu trắng kìa. Đúng rồi, con chăn to đùng này đây này. Cái con này làm sao nó chui được vào trong cái kẽ này nằm trong đó kìa. Trên kia con kìa. Đúng rồi, con chăn màu trắng nè. Ờ nó ăn cả con kia. Con chăn màu trắng ở đây nè. Cho con đo bông coi. Con chăn màu trắng nè. Con chăn màu trắng đẹp quá. Con chăn. Con chăn, con nào? Rắn à? Con rắn ghê quá. Con rắn này đó, còn nó cắn một cái là chết nha. Gà. Con gà. Bông ơi, con gà đâu? Con gà đâu? Con gà đâu rồi? Con gà đâu? Rồi chim cút cũng vô đây luôn hả? Ê, chim cút cũng thành thú vật để nuôi luôn đây luôn hả? Con gì không? Con nửa xíu trên kia kìa. Chùa một con. Ô nó bay kìa. Một câu. Con bịp đâu? Chưa thấy con bịp bịp luôn. À đúng rồi con dê nè. Hello, chào bạn dê đi. À, con này con cừu. Con ơi đừng bắn nó, sợ nó đi con. Này bắn nó là bác bảo vệ bắt nốt con trong trong tù nha. Đúng rồi. Con cừu. Bè bè bè. Bè bè bè. Con cừu nè. Con cừu này ngoan lắm nha. Bông bế cừu không? Mẹ ơi mẹ, bế lên cho sờ cừu nè. Mẹ ơi. Mẹ nấu ơi, cừu nè. Cừu nè mẹ nấu ơi. Sờ cừu. Bế bông cho sờ cừu nè. Mẹ nấu. Mẹ ơi. Cho bông sờ cừu nè. Cừu đẹp á. Con cừu này có cái tóc xanh luôn nè. Xà cừu nha. Cừu ơi, cừu à. Xà nó đi. Cừu ơi. Sợ cái mặt nè. Sợ cái mặt nó nè. Cừu răng sắc lắm nha. Sợ đi con. Cừu ơi, nói đi con, nói cừu ơi đi. Cừu ơi. Kêu nó đi. Cừu ơi. Cừu ơi. Cừu ơi. Bye bye cừu nha. Tôi coi coi Linh Dương. Ồ, ở đây có nhiều các bạn nữa nè, các bạn cũng đang đi coi nè.
các bạn đi coi nha, có cừu nè, cừu nhốt trong chuồng, có gì cho cừu ăn không ta? Ta cũng đang tận hưởng mà. Quay phim từ đầu đến cuối chả xem một cái gì hết, cái gì trong điện thoại không vậy, nhà xem chốt TV. Con ngỗng nè, ai bảo ta cầm thôi chứ ta đang làm clip thì em bỏ anh TV cho nó coi mà. Con ngỗng nè. Con ngỗng. Một hai tấm hình là cái điện đó là con ngỗng to nha. Con ngỗng, con thiên nga ngỗng. Con thiên nga. Ôi con Linh Dương nè. Đúng rồi đó, con Linh Dương đầu bò nè. Ôi cá quá trời luôn nè. Cá nhiều nè, đúng không? Cá nhiều, nhiều cá quá. Linh Dương đầu bò nè. Tháo ra lấy đi. Cái này nó cái sừng nó nhọn hoắt luôn nha. Cái sừng nó nhọn hoắt luôn, nó cốc một cái là lòi mắt luôn đó. Con Linh Dương to nha. Con nhìn coi cái sừng nó nhọn như vậy đó nè. Cái sừng nó nhọn chưa? Ở đâu có con nào nữa ta? Nhiều Linh Dương lắm ạ. À. À bên kia có hung à. Đằng kia có cái hang kìa. Đốn nhớ con cừu không? Con sâu đâu? Con sâu đâu? Quay xong rồi mới bắt. Con sâu. Quẹt nó thôi. Sâu kìa, đậu kìa. Swarm. Anh đánh anh cứ quay con vật lắm thì trời. Quay bọn trẻ con nó chơi thôi. Quay cả con vật cả trẻ con. Ta làm cái clip cỡ tiếng hồi vậy đó, về bỏ lên TV cho nó coi, nó khỏi. Nó giờ nó coi còn hơn nó coi trải nghiệm của người khác. Giờ nó coi đứa khác chơi rồi nó cũng coi. Hiểu ý nó không? Nó tự coi, nó nhớ lại trải nghiệm nó. Bông ơi bắn gì hả Bông? Ôi Bông bắn mấy con cá, ôi dồi ôi, mấy cái bong bóng trúng mấy con cá hết trơn. Này nó coi chừng nó rơi cái bụng nó xuống đó nha. Hút nhanh lên. Bình thường đời tập thể dục chỉ có ngồi không đến lúc đi thì lúc mệt chứ ngồi. Mệt thì có thấy mệt gì đâu. Thảo ơi hút đi, sửa đây. Này con hút xong rồi này. Con hút xong rồi này, con uống chưa xong này. Còn nghỉ tí nha, nghỉ tí giờ đi ra đằng kia coi có con thêm con gì nữa nha. À, con nhìn con Linh Dương nó đang ăn kìa. Con Linh Dương nó ăn á. Để trong này có bụi cha gai được, con cò. Con cò kìa. Có con cò kìa con, lại có con cò nha. Gì nè. Con cò nè, ui ôi. Cò nó kiếm ăn nó đó. Có cái sừng to đùng nè. Nó đang ăn cỏ chắc. Thôi đi con, thôi đi con. Cho nó xuống đất xong lấy chân dẫm thôi. Cậu hút sữa đi. Mau uống không nè. Hút sữa đi cái thằng kia. Anh ngay nó đi, em ra khàn cả tiếng.
có thức ăn cho cừu rồi. Đó mà bán tay, không có nước rửa tay. Đi đi xem con khác đi. Đi nào, đi coi con gì nào. Đi ở kia chắc có con gì á, đúng rồi. Ờ hình như có cái hồ cá đúng không? Có cái hồ con cá tù đùng dưới đúng không? Không, cho bóng đi xem con khác đi. Không ta. Anh nhớ trong đây có cái hồ có con cá tù đùng ở dưới á. Đi đi đốt, đi coi bạn sao biển và bạn cá cá mập ở đâu nào. Không không biết nữa. Còn con có nhớ tên bạn không thì bạn sẽ ra đón con. Có Linh Dương nè. Linh Dương sừng kiếm. Bạn sao biển là starfish. Ra coi con hổ coi. Em mong cá sấu to không? Ui ôi cá sấu to đùng ở dưới nước kìa, xuống nó cắn mình đó. Đâu? Đây nào. Cá sấu ở dưới nước kìa. Đây này đâu, ba chỉ cho. Thấy cái đầu nó nhô lên không? Cái đầu nó nhô lên kìa. Đó, cái đầu kìa. Cá sấu. Trời ơi, Thảo Cầm Viên hả? Cá sấu một đàn. Đi ra đây, đậu ơi, sang bên đây đi ba bên này, có con đang nhô nhô này. Ê, nó bơi kìa, nó bơi kìa. Nó bơi kìa. Nó bơi kìa đâu. Nó đang bơi đó, thấy chưa? Nó bơi lại, nó canh chừng mình, nếu mà mình lại đó là nó cắn mình đó nha. Ôi nó có cái chân kìa, cái chân của nó bơi 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 kìa. Mọi người phải cẩn thận nha, con cá sấu này đó. Cẩn thận nha, nó có lại nó cắn mình cho mà coi. Coi thú đi con. Mất công vô đây coi thú cho xong. Nó bơi giỏi kìa. Nó biết bơi kìa đúng không? Nó biết bơi kìa. Nó bơi. Cái sấu này thật là to đùng luôn. Nó lên bờ. Nó lên bờ kì bố. Lên bờ nó cắn mình đó. Nó có nhảy qua được không? Nó chắc nó nhảy được á. À đúng. Nó biết lên bờ đó con. Ôi đây có con nữa nè. Ờ đây có con cá sấu tà bá luôn. Con cá sấu bằng đá bố ơi. Ờ con cá sấu bằng xi măng. Con cá sấu này ông nội làm á. Chắc... Ông nội làm á hả? Đúng chắc ông nội làm con cá sấu này á. Ông nội của con á. Ờ. Xong rồi. Ok, cái trâu nó đang đánh nhau kìa. Nhau với con chim. Nè, mày cầm quay phim lên 42K vô xuất hiện tí coi. Đừng có cái tắt nha, đừng có tắt nha, cẩn thận nha. Cẩn thận đó, giữ lại để làm biết cho đốm á. Bắn cái sấu này đi. Đúng rồi, bắn cái sấu này đi. Đảo. Ông nội xây cho con. Ông nội xây cho con hả? Đảo. Bắn nó nha. Bắn nó lên đây, xếp hàng nha. Xếp hàng ra đây. Bông đâu, bếp bông kìa. Bếp bông lên. Nó chào được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây có bảy bìm, bảy ngang. Đếm cẩn thận xuống con tết ạ. Nó cái nhà thôi. Thả. Sao mấy con kia nó không bay đi nhỉ? Nó ừ. Có khi. Là nó bị cắt lông không? Nó bị ăn thuốc ngu rồi. Đây đây. Để chồng quay con chim nha. Là con chim chung con chim á, đừng có dùng điện thoại nhiều để làm cái clip nó đẹp chút. Để cho đốm nó coi vậy. Ôi, con ấy kìa, con ấy kìa. Con chim nhỉ. Thấy không, nhìn thấy con chim không? Thấy. Bùm bùm, ăn con chim ạ. Con này nhìn sợ. Con này là con gì? Con này là con gì bố cũng biết con gì luôn. Bên kia có con kia kìa. Đâu rồi? Đây kìa. Con này là con gì? Đây. Nè 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 xuống nè. Con này con chim gì nè, đẹp quá trời. Chim gì đây ta? À, đi nào, đi nào. Bắt em bông nào. Múc kem ăn nào. Bông chơi gì đó. Múc kem nha. Chồng ơi, chồng ăn kem nào? Hay uống nước? Ăn. Uống nước thôi, không ăn kem hả? Con cái cà phê sữa luôn đi cô. Ăn kem không? Ăn luôn. Mua đi. Ăn kem nào đấy thì? Kem nào chọn? Mua lại đi. Kem gì? Rau không? Lấy đại cây xanh cây đỏ đi. Đây. Cô ơi, mình có nước không cô? Cho con xin nước lạnh. Nè. Nước để bánh mà súng thì cũng có, nhưng mà tao có dòi nước ngay góc đó đi ra đấy. Nè, kem nè. Kẻ đi tí nữa lấy, ăn đi. Nè kem nè. 2, 3, 4, 5 cái kem. Để trái cho. 5 cái kem. Ăn đi. Đây đây, nè, cầm cái này đưa xuống. Kem nha. Anh lấy bông nước không? Đâu? Ăn kem nha. Ngon không? Đâu thấp. Rồi, hai đứa ngồi xe ngựa hả? Để xíu ăn kem xong đi tiếp nha. Rồi, các bạn muốn to kia. Cái ly này của anh. Nâu. Hai đứa tí nó kem tính đầy người. Đậu ai liếm đi không chảy à? Anh đi kem không tối về đi vậy? Đâu hả? Cố.
nó sẽ chở đồ ăn cho các con vật nè. Chở đồ ăn cho các con vật ăn nhá. Đấm tay bông kìa. Bông, anh nhặt lên nè. Bông, bông. Bỏ đó. Bỏ trong góc kìa. Đó. Xuống hàng đậu lấy nước chưa? Ba. Cho đậu cái này đậu ngồi liếm nè. Ăn cho. Dơ lắm cậu ơi, nhiều bụi lắm. Thôi, cái xèo đó. Anh đưa nó mẹ ăn cho. Anh đút cho em nha. Thôi anh thương em hả? Đút cho em à? Đút cho em đi. Để em tự đút. Đi liếm này nó chạy kìa. Ăn đi, chạy chùm bông kìa. Ăn kèo ngon ha. Xe ngựa hả? Xe. Chào bà nội. Chào bà nội. Chào bà nội. Con đi chơi vui không? Ăn cây rồi. Đây hình như ở đây là cá này. Đây con cá này. Đố mày ăn nhanh lên xuống coi bạn cá khổng lồ này, nhanh lên. Ở dưới đây bạn cá khổng lồ dưới đây nè. Nhanh lên. Vô đi coi bạn cá, đây là nhà sau biển nè. Chắc nó ở nhà đó. Vô hỏi coi nó có nhà không. Hay nó đi học rồi. Đi. Con đứng trước cửa còn phải la lớn tên của nó lên nó mới ra đón. Nào. Nhà điện ơi. Đã có nhà không? Ủa sao cạn nước hết rồi? Trước có mấy con hải tượng lớn lắm mà. Rồi. Thỏ này bông ơi. Thỏ đẹp quá nhỉ. Con sờ thỏ đi. Đâu có sao đâu, thỏ không cắn đâu. Thỏ ngón tay vô con sờ được rồi. Thỏ ngón tay vô sờ cái lông thỏ được rồi. Cho sờ thỏ nè. Bông cầm tay bẩn kìa. Kem á, ăn kem á. Thôi kem bắt đầu tay rồi nó sờ ăn bông. Xem đâu mình sờ nha. Ăn đi có bỏ nước mình sờ vào. Thỏ nè, bạn thỏ này dễ thương quá à. Thỏ ăn lá à, thỏ ăn rau và cà rốt nè. Thỏ ăn rau, cà rốt và bắp cải. Bẩn ơi, bông ơi, tay ơi. Thỏ ăn rau, cà rốt, bắp cải nha. Ăn tiếp đi nha. Ở đó ăn tiếp đi nha, đi đi. Ăn tiếp đi nha. Nhớ có cái hàng cá nữa mà. Nó cũng thả một hai côn cho nhìn cho vui. Cá gì ạ? Cá gì này đốm, cá gì cũng đẹp nè. Cá. Đốm này cắn này, đốm này con. Thôi con này giống cá tầm á mẹ ơi, cá tầm. Cá tầm trắng. Đúng rồi. Con cá tầm trắng. Tinh tầm. Cá tầm. Nó bữa giờ nó có nói tinh tầng hoài là cái gì á? Tinh tầng. Cá bơi ngang bông rồi bắt đi bông, bắt. Đi nào, đi nào. Nó nhét để chống ẩm cho cái vỏ ngoài á, sô cô la nó cũng cách nước. Không có hổ à? Đâu? Ờ con khỉ trên cây kìa, ra lại gần nó coi nhanh lên. Nhanh lên con khỉ ở trên cây kìa. Con nói con chim gì á, con diệc.
con khỉ trên cây kìa đúng rồi. Wow, sao ngồi trên cây giỏi vậy ta. Ủa nó chuyển cành nó đu qua bên kia. Nó đu như người nhện luôn á. Trời ơi nó đu kìa. Thấy không? Cái đích kìa. Ông anh ấy chạy kìa. Ông chạy ra được kìa anh ơi. Không cần phải muốn, con ăn đi chạy đâu. Không đâu muốn rồi. Đó có làm gì bẩn rồi. Đứng vậy đâu có được đâu, đứng dậy đi cũng phải dơ. Leo những cây ạ. Kia có con gì cả đó? Con diệc à? Con gì? Con to nhỉ? Ở đây có cái máy gì nè. Nó sục hết cả nước lên luôn. Ôi khỉ ngồi trên chòi kìa đốm. Khỉ kìa không? Khỉ. Khỉ kìa. Và đây có phun nước ghê chưa. Khỉ ngồi con tròi á. Chắc đang canh gác á. Ăn lá kìa. Ăn lá cây á. Cần thúng nè. Cần thúng nè. Cho chồng đeo cho, cắm này đi. Thả hết ra chồng đeo cho. Nặng. Đây. Ôi, ở đây có gì nhiều quá nè. Hôm nay mình đi khám phá nha. Mẹ mẹ giới thiệu kiểu này cho đốm nghe đi. Con mẹ nâu. Thôi. Để bố bịch đi, kiếm cái bịch mỗi bữa dán ra luôn. Con hu kìa, ui quá trời hu luôn nè. Đúng rồi, dán luôn. Khỉ trên cây nè, hưu nè. Các bạn hưu đang ăn cỏ nha. Hưu á. Đi nha, bye bye hưu nha. Lên chỗ em bông coi nha. Wow, mà trời hôm nay thật là nắng quá đi. Ôi cỏ diệc gì quá trời nè.
Voi kìa. Tê giác. Tê giác to đó. Đi em, ra coi tê giác. Ôi to ong to đùng luôn. To ong rồi đúng rồi. Ong nhiều. Ong luôn rồi. Ê con Linh Dương sừng kiếm nè. Linh Dương sừng kiếm quá trời luôn. Đẹp quá trời luôn. Linh Dương sừng kiếm. Cái sừng nó nhọn hoắt luôn kìa. Linh Dương sừng kiếm á. Nó gì kìa. Một con đang ăn cỏ. Đúng rồi. Nội làm tê giác cho con á. Là cô tê giác này. Đúng rồi. Ui tê giác to đùng luôn kìa. Tê giác to đùng luôn kìa. Tôm ăn gì ta? Hả? Anh kia có một tôm. Tôm ăn cái gì? Gà ăn thịt, anh tôm ăn cái gì? Tôm loài với nhau. Tê giác nè. To chưa? Tê giác to khổng lồ luôn á. Con này sư tử đâu làm gì được nó nhỉ? Nó nhìn nó như xe tăng ấy. Con này chắc da đấy. Hả? Da nó dày như cái khui. Ừ. Vẫn còn tê giác. Đưa đây. Con bắn lên bằng lồng. Là chỗ hưu nhá, hưu đẹp nè. Ôi em đậu đứng lên đó luôn à. Xuống lên nhá. Hưu nè. Đẹp nè. Con hưu cái không nhỉ? Được có mấy con hưu được có sừng. Con hưu nè con. Đang ăn cỏ rồi đó, đẻ ra một bầy con luôn kìa. Có mấy con bé, con hưu nhỏ kìa. Chơi cà nhơ gì đó à. Đây cũng có tê giác nữa nè. Đây này con tê giác ở đây nữa nè. Tê giác to nha.
Đúng rồi, mất tiêu rồi. Ui. Chạy mất dép luôn. Bốm ơi, tê giác kìa. Ờ, đúng là cái đồ. Tê giác kìa, to đùng luôn kìa. Tê giác nè, đậu ơi. Tê giác có cái sừng to đùng luôn. Nó hút một cái, con sư tử cũng phải chết luôn nha. Con này con gì á, xấu quá trời đi. Em ông mà mẹ nấu đi đâu? Công à. Con công đó con. Nó sủ lông. Công đẹp nhờ. Con công đẹp á, nó có bộ lông nhiều màu sắc. Con để ý thử coi nha, có con nào dài đuôi không nha, nhiều lớn này á. Toàn là công. Rồi đi nha. Nắng nè. Cá sấu. Khỏi chơi. Ừ rồi. Có bóng đẹp nè. Có bóng gì đẹp nè, đúng rồi. Ở đây có mấy con vẹt đẹp lắm rồi, đúng rồi. Đúng. Nhiều vẹt này, đúng rồi, con vẹt đẹp chưa. Con vẹt parrot. Đây có một con này. Con vẹt đẹp nhờ. Hello bạn vẹt, đẹp quá trời. Parrot, kêu đúng tên nó nghe. Parrot. Ở ngoài có một con nữa kìa. Cái con bay ngoài kia đẹp hơn kìa. Vẹt anh Như. Hello. Ờ đi nha, bye bye bạn vẹt đi. Con hổ đâu mất tiêu rồi. Không còn hổ nữa rồi. Con gì? Bây giờ chỉ còn hổ, hổ nó này không à. Còn hổ không? Hổ trắng nha. Còn hổ không? Ở trong kia có con hổ kìa, vô trong kia coi kìa.
cỡ chung á. Nâu qua đây giữ hai đứa này đi, anh em bé đón cho. Hai đứa em bé đón. Rồi anh bé đón lên đi. Đó là mẹ ai mà đón. Ngồi lên cái tay á. Thôi nhìn cô nha. Nhìn cô nhìn cô. Đi vô con hổ kìa, đốm trong kia có con hổ kìa. Đây nè, đây nè, đây nè, con hổ đi đằng này vô thấy nè. Đốt tượng hay hổ à? Con hổ nó màu trắng kìa, mẹ bé đậu lên xem nè. Thấy không đốm? Nó dữ lắm á. Ê, giơ điện thoại luôn. Ui, con hổ nó chạy kìa, ghê chưa? Ôi, có hai con. Con hổ này nó một cắn một cái là biết đòn luôn nha. Ở đây chắc phải 10 năm rồi quá. Có hai con. Hai con. Hai con luôn. Đậu mút luôn. Từ khi nào cục rung lên đây nữa. Con hổ đó. Con hổ đó, mẹ thấy con hổ chưa? Ở đây cũng đông rồi. À, người ta muốn xe đạp điện người ta chạy rồi. Clan. Ở đây có con hổ màu vàng này đúng không? Đó thấy không? Có con hổ màu vàng trong góc đó. Ừ, gắn kính này, chỗ này gắn kính làm hàng rào nữa rồi, nhìn mới rõ. Rào này con lít chơi chui vô đó rồi sao? Làm rào chạy. Dạ, làm rào lúc kia là hai lúc rào rồi. Kính đang nhìn trả đường nữa. Có. Con hổ đang nhìn con kìa. Con hổ. Đốm chạy tút đằng kia. Chạy đâu à? Đốm à? Ra đây. Không chơi. Này con vô nghịch bố bỏ con ở đây đó. Ra đây chơi. Bố không cho nha. Con xin chưa? Chơi. Không chơi cái này. Bố bảo không chơi nha. Con đi ra đây chơi. Bố không có thích chơi cái đó đâu. Hả? Quay lại cảnh. Không. Thế là không cần thiết nhưng mà. Hổ nằm giống ngược lên trời luôn. Con chơi cái khác đi nào. Hổ đó. Ít loài mà loài nào cũng nuôi cả đống. Hồi nó có chục con. Ủa con hổ này to đùng luôn nè, ui giời. Hổ nhiều chứ, nhỏ phải mấy chục con chứ, chục gì chỗ hai con, hai con năm sáu chỗ vậy. Bố quay được cái con hổ đẹp lắm luôn nè. Cảnh là con hổ đi lại đẹp luôn. Không. Con hổ to thế. Cái đồng quá đi thế nè. Hổ to thế. Hổ to thế nhỉ? Hổ hổ đâu? Hổ đâu đúng không thấy? Thấy không? Hổ kìa. Ê, à mày bé con nha.